Chào em. Em ở đâu? Em tên gì em? Em tên Kiệt. Ở đâu em? Ở Khúc Sông Banh đó. Ở Sông Banh hả? Thuộc về tiếp cận này hay sao? Ờ, tiếp cận. Rồi em nghe nói em muốn thách đấu với anh ba hả? Dạ. Sao? Ăn, em muốn ăn gì? Thách đấu với anh ba là phải ăn ớt quá. Ôi cha. Thôi ăn cái khác đi em ơi. Không, không được. Ăn ớt là biết ăn ớt. Ăn ớt được. Ờ, em ăn ớt được hả? Dạ. Sao ba? Lụm chứ sao? Thôi ăn thiếu gì món không, ăn món khác đi. Thôi ăn ớt được. Ăn ớt được. Em ăn ớt được không? Muốn đấu với anh ba là ăn ớt. Ăn ớt rồi. Vậy là chịu không ba? Chịu luôn chứ đâu có chạy. Thôi bây giờ nói nè, bây giờ ăn ớt ớt chứ gì, cái món gì giờ cho em chọn luôn. Bún đi. Bún ha. Bún thịt nướng đi. Chà, cái nó khô á, ăn ớt vô không không có nước đó nghe. Vậy cay cay nó mới đã chứ. Anh thường á là ăn mì có nước, ớt, bún có nước. Con này hôm nay là bún khô lắm ơi. Trời ơi, nay gặp đối thủ rồi đó. Nay coi đối thủ. Em nghe nói là bạn này là cũng là thánh ăn ớt đó. Tôi cũng thử hết trời. Trời, vậy là ngồi chơi chút xíu nha. Anh đi mua. Mấy anh em ở đây kính chào quá chị bạn. Xin chào. Trước tiên mấy anh em cũng xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn sức khỏe giàu năng. Bạn kia. Cái này theo lời yêu cầu bạn mình có chuẩn bị sẵn đây là bốn tô bún nem nướng hả, mắm chua ha. Đây bạn hai tô, anh ba hai tô đó. Ở đây ớt. Bây giờ là hai anh em tự quyết định muốn ăn bao nhiêu trái đếm. Đây đếm đi, đếm ớt đi. Thì anh đếm bỏ dễ nè. Đếm đi, đếm lần 5 năm á. Học đại bụng đếm lần 5 năm, đếm lớn kìa. 5 thích ăn nhiều đếm nhiêu? 100, 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 100
10, 40, 15, 15, 15. 150 thôi coi. 150 thôi Kiệt ơi. Nhiều lắm Kiệt ơi. Nữa đi. Nữa hả? Quá. Sợ chuột. Khoan 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 khoan, cho Kiệt đếm cái em coi. 30. 130 hả? 130 hả Kiệt? Dạ. 35. 40. Rồi vậy là Kiệt đếm đúng 160 thì bằng anh ba. Anh ba 160 luôn anh ba. Ừ. 45. Có lỗi vậy. Nhiều lắm đó nha. 50. 55. Quá lẽ rồi. 60. Rồi. Ừ, ở đây. Mày còn à, còn muốn ăn thêm nữa ăn. Mới trái. Kéo cái tô con có. Đó rồi mới trái. Thôi, thôi đây đó rồi. Chia hết luôn ơi. Còn mới trái vậy. Thì chia luôn đi, đều luôn. Wow. Rồi làm luôn.
coi như là người chăm sóc lông. Rồi kéo cái bún anh vô trong luôn anh Bơm. Hai tao để ngang. Đúng rồi. Sao? Hay là hơi nhiều nha. Trời luôn à. Trời luôn hả? Cũng còn mấy nữa ăn cái dĩa luôn. Nhai luôn. Dạ. Bây giờ thế này. Tiền nó tiêu ta. Hết đâu nhỉ. Bây giờ anh Ba. Bây giờ anh làm sao mà anh lấy 1 triệu nha. Kẹt cũng vậy, kẹt làm sao lấy 1 triệu nha. Còn hỏi ăn không hết thì chỉ có được người nào về sau á là được 2 xì ha. Giờ bỏ đó vô mà anh ơi. Cái gì vậy? Trong đi. Rồi ha. Rồi. Rồi sơ cũng đại diện hai anh em tổng mời cô bác chị các bạn dùng bún nem với lại hai anh em của mình. Xin mời. Rồi chuẩn bị nha. Chưa. Thấy mà có khoan ba. Từ từ gấp vậy. Từ trộn mà. Lấy ra 1, 2, 3 cái để cho công bằng. 1, 2, 3. Trồng cái, anh ba anh trồng ớt vô hết luôn kìa kìa ơi. Hỏi mà bạn bóc từ từ vậy là không kìa ba. Rồi lùa. Wow. Có hai cho 2 ly nước nước lọc gì cũng được. Còn cái sữa nó ăn xong uống để chán là bao tử lại. Cầm cái tô lên đó kìa ơi. Cầm lấy cái tay cầm cái tô lên chứ ăn kiểu đó là không kịp anh ba đâu. Đúng rồi. Anh ba ăn lặng lẽ lắm. Thôi bây giờ như thế này. Hỡi mà ăn hết á, trước hết sau hết sau á, có 5 xị, cho anh em ăn hết luôn. Mình nghĩ chắc anh Ba Kiệt ăn không kịp anh Ba. Hỡi mà Kiệt ăn hết có 5 xị luôn, mình tăng lên thêm 3 xị. Coi như là mình thêm khuyến khích là ăn hết có làm xị. Lấy giùm em tờ 2 xị bỏ ra tờ 5 xị giùm em. Một tờ lấy tờ 2 xị vô. Coi như là mình khuyến khích ăn hết luôn. Có một giải khuyến khích khi nào hết được 5 xị. Kiệt nhai là coi như là phải kỹ ớt luôn. Kiệt nói là Kiệt coi như là ăn cay dữ lắm cay. Nhưng mình thấy là Kiệt ăn cay thiệt. Nhưng mà có cái là hay chậm hơn ba thôi. Thì cũng phải thôi, tại ba là thi ăn thường xuyên, ăn lẹ được. Mỗi một vườn 165 trái, 330 trái ớt. Mà ăn đồ khô này mới căng chứ. Đồ ớt không sao. Wow, cái này kỷ lục đó. Kỷ lục luôn á bà. Ăn người ta ăn dụng tô mì nước. Ớt không nói, còn này ăn bún khô nè.
Thôi ba, dần lấy dĩa nhỏ dần lên coi. Uống sữa vô kìa ba. Rồi ba lên đây rồi sao? Cài vô lên ba. Rồi, bạn cứ ăn đi, bạn cứ ăn hết đi bạn đi. Hôm nay coi như là mình hỏi mình thi ngang bằng với ba thì bạn không kịp rồi. Tốc độ. Hai tay này ăn ớt không như mình không thấy cái gì hết á. Không thấy cảm giác gì mà gọi là cay hết. Nhưng mà mình nghĩ chắc cũng cay lắm. Tại vì cái biểu cảm bên ngoài không thấy thôi. Chứ cay dữ lắm cay. Quá dữ kìa đây. Anh ba hôm nay phải nói gặp đối thủ luôn. Tại vì kiệt ăn nhanh với anh ba thì mình chắc ăn là không giờ kịp. Mặt tỉnh bơ luôn. Quá dữ. Kiệt ăn ớt rồi mình thấy là ăn thiệt tình luôn á. Nhai nhuyễn thiệt tình luôn á. Quá dữ. Anh ba ớt cục rồi. Đó. Mình đã hô mà mình lại dám để thử thách mà anh ba. Phải đã có khách mời như rồi, ví dụ như Kiệt nè. Cũng phải chịu thôi chứ sao, phải không? Ừ. Còn... Rồi, con chạy chút, chạy mũi nha. Cay quá chơi mũi à. Đấy, mũi này vớt hết luôn à bạn ơi. Bỏ đũa ra. Mình mới mới gà giữ. Mũi ba được chai. Quá dữ luôn. Quá. Quá dữ luôn. Quá dữ luôn. Ăn cay nhìn thấy không xuống luôn. Không nhăn mặt luôn. Quá dữ. Quá hay. Hôm nay cũng đã thiệt. Hai anh em ăn tính ra là 330 chết. Bây giờ một phần thưởng là anh ba 1 triệu. À, Kiệt đây là bỏ túi 5 xì đây rồi Kiệt. Đi nói. À, lấy 5 xì uống phơi đi kìa. Tại sao Kiệt ăn cay vậy? Có mình trong người mình có nóng gì không Kiệt? Bình thường hả? Ừ, ăn quen chậm thôi. Ăn chậm hơn. Cũng như là cay thì mình biết là cảm nhận được cay gì lắm. Hiện tại giờ mình thấy là anh ba với Kiệt là coi như là nghẹt mũi rồi, chảy mũi luôn. Mấy anh em ở đây cũng cảm ơn cô bác chị bạn đã dành thời gian với báo xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe, giàu năng, chào lại, bye bye.